hồng hoang ta thực thiết thú bị hậu thổ nghe lén tiếng lòng mộng hồi tịch chiếu hậu thổ cùng thực thiết thú sách mới xuất phát cầu nguyệt phiếu nghe chọn bộ tại mê truyện audio com bàn cổ khai thiên phá hồng mông trong và đục tách rời thiên địa hiện thiên địa sơ khai vạn vật mênh mang trước có long phượng loạn hồng hoang lại có hồng quân truyền đạo ba ngàn Hồng hoang đại địa bên trên có một tòa không lên thần sơn tên là Bất Chu Sơn, chính là bàn cổ sống lưng biến thành, được vinh dự thiên chủ. Lúc này, tại Bất Chu Sơn đỉnh một chỗ vách đá bên cạnh, một đầu lông mềm như nhung, hơi bạc nửa đen, có hai cái mắt quầng thâm, ngây thơ chân thành mọc ra sắc bén móng vuốt thần thú chính uể oải nằm ở chỗ này phơi nắng, nó chính là trong thiên địa này cái thứ nhất thực thiết thú, bị thập nhị tổ vu một trong hậu thổ thu làm chiến sủng, lấy tên. Cổn cổn, vượt qua trước, nó gọi. Được rồi, quá lâu, đã nhớ không được, cứ như vậy đi ngô vu tộc lại bắt đầu thao luyện a à, thật sự là lãng phí thời gian dù sao cũng không thắng được có cái kia thời gian dỗi đi giúp ta ngắt lấy một số linh quả đến không tốt sao a à, tương đương nghe được bên dưới vách núi mặt đột nhiên truyền đến động tĩnh cổn cổn ngáp một cái nói thầm trong lòng nói làm một tên người xuyên Việt, hắn vô cùng rõ ràng cái thế giới này tiếp xuống đại khái đi hướng, vụ yêu chi chiến, song phương lưỡng bại câu thương, bất lực lại tranh đoạt dẫn đầu thế giới vị trí. Có xét thấy Long Phượng kỳ lân tam tộc chi chiến cùng vụ yêu chi chiến, cân nhắc đến nhân vật chính một ngày không ra, hồng hoang liền một ngày không được an bình, sau đó, thiên đạo xúc động. Chính thức xác lập nhỏ yếu nhân tộc vì dẫn đầu thế giới, bởi vậy, hồng hoang chủ giác quy vị được rồi, dù sao vu tộc sau cùng còn có địa phủ phương này tịnh thổ, đánh liền đánh đi, cùng lắm thì đến lúc đó dọn nhà đến địa phủ bên trong ở. Nghĩ đến, cồn cồn trở mình tử, móng vuốt khoác lên cái bụng phì của mình trên, nhắm mắt lại, tiếp tục nằm ngáy o o. Tại hắn ngủ say thời điểm, một đạo đã sớm bị hắn che giấu máy móc âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên, đinh, ký chủ ngay tại cá ướp muối ngủ, cá ướp muối điểm cộng một đinh, ký chủ ngay tại cá ướp muối phơi nắng, pháp lực cộng một đinh, ký chủ tại lúc ngủ, gãi gãi cái bụng, sau đó xoay người, đổi tư thế tiếp tục cá ướp muối, nguyên thần cường độ cộng một Thời gian từ từ trôi qua, 300 năm sau. Một đạo thân ảnh yểu điệu đến nơi này, người đến là một vị nữ tử, thân mang vàng nhạt váy dài, đen như mực ba búi tóc đen như là thác nước rối tung mà xuống, rủ xuống đến cái kia thon dài eo nhỏ ở giữa mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan bình thản cao khiết nàng cước bộ rất nhẹ đi đến cổn cổn bên người từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nó thấy nó còn nằm ở chỗ này nằm ngáy o o thậm chí khóe miệng còn chảy một số ngụm nước đại mi hơi nhíu lên sau đó nâng lên vậy không có mang giày chân ngọc nhẹ nhàng đá đá nó thanh âm lạnh lùng nói cổn cổn tỉnh ngô đừng làm rộn ngươi đi ra cồn cồn vung bỗng nhúc nhích nó tay gấu đánh vào nữ tử trên chân ngọc sau đó xoay người đưa lưng về phía nàng lại gãi gãi cái mông tiếp tục ngủ thấy cảnh này nữ tử vốn là nhăn lại mi đầu nhất thời nhăn sâu hơn sau đó bờ môi khẽ mở thanh âm như là vạn năm hàn đàm giống như lạnh giọng nói ra lại không đứng dậy ta liền đem ngươi giết làm thịt nướng ăn ngao a à, oa à nghe nói như thế cổn cổn đầu tiên là sững sờ sau đó trong nháy mắt giật cả mình mở hai mắt ra từ dưới đất bắn lên đón lấy tứ chi chạm đất dùng sức lung lay phía dưới đầu ngẩng đầu nhìn trước mắt mỹ lệ nữ tử thanh âm rất là chất phác nói tổ vu đại nhân ngươi lại tại ngủ nướng ta để ngươi luyện hòa hồng hoang Ta thực thiết thú, bị hậu thổ nghe lén tiếng lòng mộng hồi tịch chiếu ta cổn cổn đại thần tướng đến tất thành đại khí sách mới lên đường cầu nguyệt phiếu. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, lúc này không đánh đòn sao. Đổi tính A, vừa mới âm thanh kia lại một lần nữa truyền vào đến hậu thổ trong tay, nghe tiếng, chính cất bước rời đi nàng, cước bộ lập tức ngừng lại, sau đó, quay đầu lại, nhìn lấy cái kia còn gục ở chỗ này cổn cổn hai mắt híp lại, xinh đẹp trên mặt bỗng nhiên toát ra một vệt nguy hiểm nụ cười, nói ra. Suýt nữa quên mất ta phân phó chuyện của ngươi, ngươi lại không có làm tốt, dựa theo quy củ, đến giáo huấn một chút mới được, cổn cổn. Nghe nói như thế, cổn cổn nháy mắt tốc độ lập tức tăng tốc, cánh tay trắng kiện huy động, đem trước mặt tổ vu chi huyết thu vào trong lòng bàn tay, sau đó xoay người, liền muốn cưỡi mây đạp gió rời đi. Thế mà, siêu còn chưa kịp đằng vân một cỗ lực lượng vô hình liền tác dụng tại trên người của nó ngay sau đó thân thể té bay ra ngoài rơi vào đến một cái ấm áp trong lồng ngực lại sau đó nó bị người đặt nằm ngang trên đùi trên mông tiếp nhận ngứa một chút trưởng kích ta để ngươi không đem ta để ở trong lòng a à, tương đương ta để ngươi liền chỉ biết là ngủ a à, tương đương ta để ngươi dám đánh bắp chân của ta gọi ta đi ra À tương đương, một ngày này, ngủ 300 năm cổn cổn bị cực kỳ tàn ác ngược đãi, mà cái này, chỉ là nó sau khi xuyên Việt đến bây giờ mấy trăm ngàn năm gấu sinh trung bình bình không có gì lạ một việc mà thôi. Tại trời sắp tối rồi thời điểm, hậu thổ cuối cùng rời đi, cái mông đã bị đánh đỏ lên cổn cổn nằm dạp trên mặt đất, cả trương gấu trên mặt mang nhân tính hóa bất đắc dĩ biểu lộ theo hậu thổ tốt thì tốt các chủng linh quả cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu vu tộc không có nguyên thần cho dù là tổ vu nguyên thần cũng không được đầy đủ cho nên đánh nhiều năm như vậy trận chiến thu tập được các loại pháp bảo phần lớn đều rơi vào đến trong túi tiền của nó tương lai vu tộc phai nhạt ra khỏi hồng hoang vẫn có địa phủ cái này cơ bản cuộn tại không tính thất bại thảm hại theo hậu thổ hoặc là nói tương lai bình tâm dọn nhà đến địa phủ đó cũng là rất tốt một cái thuộc về so với đầu nhập vào thế lực mạnh hơn nhiều. dù sao vụ yêu chi chiến về sau yêu tộc đã mất đi yêu để yêu hoàng nữ oa lại không quản sự ngồi cao tại oa hoàng cung đối xử lạnh nhạt nhìn thế giới. dạng này yêu tộc không có tiền đồ dạng này nữ oa không đảm đương nổi chỗ dựa thái thanh lão tử, hắn giờ phút này cùng nữ hoa một dạng đều còn không có thành thánh, người dạy, thậm chí nhân tộc cũng đều còn không có sinh ra, mà lại trời mới biết hắn là làm sao thu đồ đệ. Tổng cộng liền thu như vậy chút người, được chúng tuyển khả năng quá thấp, thân là cá ướp muối, không làm cân nhắc. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đổ là cái rất lão sư tốt, bao che khuyết điểm, nhưng vấn đề là, chính mình là thực thiết thú A, hắn hẳn là sẽ không thu chính mình làm đồ đệ coi như xem ở chính mình theo hầu cũng không tệ lắm phân thượng thu, cái kia đoán chừng cũng chỉ có thể giống Hoàng Long chân nhân một dạng thành cái ba không đệ tử, thân là tương lai quốc bảo. Cổn cổn không nguyện ý. Thượng thanh thông thiên, con hàng kia quá đáng thương, mà lại không có bằng hữu hồng hoang lục thánh, bốn cái đánh hắn một cái, một cái khác bảo trì trung lập, sau cùng đại giáo không có thì liền chứng đạo pháp bảo thanh bình kiếm đều bị đánh nát đầu nhập vào hắn bái hắn làm thầy đây không phải là tìm đường chết sao tây phương nhị thánh giảng đạo lý cồn cồn không phải là không có nghĩ tới bái bọn họ vi sư dù sao hai vị này đạo thống tương lai đây chính là đại hưng ném dựa vào bọn họ làm không tốt tương lai mình có thể làm phật chủ đâu nhưng là cái kia tương lai thật sự là có hơi lâu bọn họ hai vị hiện tại cũng vẫn là cái nghèo bức nuôi không nổi chính mình cái này quốc bảo cho nên tổng hợp cân nhắc cổn cổn nam hồng hoang ta thực thiết thú bị hậu thổ nghe lén tiếng lòng mộng hồi tịch chiếu ngươi còn có thể biết cái gì sách mới xuất phát cầu nguyệt phiếu nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com vẫn là cái kia chỗ vách đá vẫn là đầu kia hùng miêu a à không tại cái này nên gọi thực thiết thú mới đúng cổn cồn chính cái mông chỉ lên trời, nằm ngáy o o, thể nội dạ dày động lực vì nó tự động tiêu hóa tổ vu thuần huyết, đột nhiên, thanh thế to lớn, một trận tiếng long ngâm cùng tiếng chim hót vang lên. Ngay sau đó, mảng lớn long huyết như là như mưa to vẩy rơi xuống. Ngô, động đất sao? Chấn động kịch liệt, khiến cho cổn cổn bị khu trục ra mộng cảnh, nó có chút rơi vào mơ hồ mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói một giây sau vừa mở mắt nó ánh mắt bị một mảnh đỏ tươi ngăn che, đúng nó bị cái kia mảnh mưa máu cho xối lên vốn là trắng đen sen kẽ nó trong nháy mắt liền biến đỏ bừng lên mà lại trên thân còn hiện ra một cỗ mùi tanh cái này mẹ nó chuyện ra sao a à? cổn cổn lung lay chính mình thân thể cao lớn đem những thứ này dòng máu đều cho nước bắn sau đó nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời phát hiện là có một đầu uy vũ thần long cùng một cái bá đạo chim to ngay tại chém giết lẫn nhau cái này hai hàng là cổn cổn hậu thổ thanh âm từ phía sau truyền đến cổn cổn quay đầu lập tức nó liền gặp được có một cái thân mặc vàng nhạt váy dài bóng người xuất hiện ở bên cạnh của mình chính là vừa rời đi không bao lâu hậu thổ tổ vu đại nhân hai người bọn họ là Cổn Cổn đối hậu thổ chào hỏi, giống như có lẽ đã quên đi chính mình trước đây không lâu mới bị nữ nhân này đánh đòn sự tình. Tổ Long trưởng tử Ngao Nguyệt, Nguyên Phượng trưởng tử Côn Bằng. Hậu thổ nửa ngồi xổm xuống, tay ngọc khoác lên cổn cổn trên lưng, nhẹ nhàng vuốt ve bề ngoài của hắn, tựa hồ là đang an ủi nó không cần sợ hãi, đồng thời vì nó giới thiệu nói. Ngao Nguyệt cùng côn bằng a à, đều là đại nhân vật a à, bất quá bọn hắn làm sao tại bất chu sơn bên cạnh nói đến đánh nhau rồi cồn cổn mắt nhỏ một chút mở to một số nhìn qua không trung cái kia ngay tại chém giết lẫn nhau long cùng côn bằng nghi ngờ nói đối với cái này hậu thổ lắc đầu nói ra ta cũng không biết liền loại sự tình này cũng không biết ngươi còn có thể biết cái gì cổn cổn thanh âm lần nữa truyền vào đến hậu thổ trong tay nghe được nàng cả người nhất thời sững sờ cái gì tình huống gì a à? ngươi cái này người đần không phải cũng không biết sao cái này rất rõ ràng a à, long hán đại kiếp về sau tổ long xác lập tứ đại long vương phân công quản lý long tộc mà không có để ngao nguyệt cái này danh chính ngôn thuận hoàng thái tử kế thừa long hoàng chi vị ngao nguyệt tại long tộc không tiếp tục chờ được nữa cho nên rời nhà trốn đi mà côn bằng con hàng này âm hiểm xảo trá làm sao có thể sẽ phóng qua ngao nguyệt lạc đàn cơ hội tự nhiên là muốn thừa cơ giết hắn đến mức ngao nguyệt vì sao lại tại bất chu sơn bất chu sơn chính là thiên trụ đứng hàng trung tinh trung ương ngao nguyệt đã từng bởi vị trí tôn mệnh cách nguyên nhân tại cửu tinh liên châu thời điểm hấp thu tổ long một nửa pháp lực đến đây nhất định là muốn lần nữa mượn nhờ tinh tượng chi lực đem thể nội pháp lực triệt để thông hiểu đạo lý liền cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, ngươi còn làm cái gì tổ vu, có ngươi như thế cái tự dưỡng viên, bản bảo bảo sâu cho là nhục. Hậu thổ, oanh, liền tại hậu thổ sắc mặt dần dần trở nên khó coi thời điểm, trên bầu trời, một tiếng âm vang, màu tím thần long bị chim to lần nữa, dùng móng vuốt phá vỡ thân thể, long huyết văng khắp nơi. Vô cùng thê thảm, rất rõ ràng, Ngao Nguyệt cũng không phải là côn bằng đối thủ đương nhiên làm nhìn qua không ít hồng hoang loại tiểu thuyết người xuyên việt cồn cồn biết đây là bởi vì ngao nguyệt còn không có đem thể nội tổ long một nửa pháp lực thông hiểu đạo lý cùng ngay từ đầu liền bị côn bằng đánh lén nguyên nhân hai người nếu như công bình một trận chiến kỳ thật tám lạng nửa cân mới đúng ngao nguyệt phải thua long hán đại kiếp đã kết thúc long tộc cùng phượng tộc thế mà còn tại tranh đấu xem ra hai tộc bọn họ ở giữa cựu oán là mãi mãi cũng không cách nào tiêu trừ nghe được động tĩnh hậu thổ tạm thời đã ngừng lại muốn giáo huấn cổn cổn, cổn cử động nhìn lấy không trung cái kia bắt đầu chiều mặt đất rơi đi thần long cảm thán nói nói hưu nói vượn ngươi cái này nữ vu làm sao há mồm liền đến đâu tương lai long tộc cùng phượng tộc quan hệ không biết tốt bao nhiêu long phượng trình tường long phượng hòa minh điên loan ngược lại ngạch cái này không phải những thứ này từ ngươi đều chưa từng nghe qua đúng không hậu thổ cổn cổn ngươi cái này đần hàng tâm lý đến cùng suy nghĩ cái gì a à? hồng hoang ta thực thiết thú bị hậu thổ nghe lén tiếng lòng mộng hồi tịch chiếu này long cơ bản đã không cứu nổi sách mới xuất phát cầu nguyệt phiếu nghe chọn bộ tại mê truyện audio com côn bằng là phi cầm chi hoàng nguyên phượng trưởng tử cũng là tại không dùng bất luận cái gì pháp thuật thần thông tình huống dưới hồng hoang trên tốc độ nhanh nhất sinh vật một cánh triển khai 180 vạn dặm, hai cánh tề chấn chính là 365 vạn dặm, trên nhập cửu thiên thiên dương chi cảnh có thể hóa thành bằng, hạ nhập cửu u địa âm chỗ có thể hóa thành côn, lúc mới sinh ra. Vạn cầm triều bái, nguyên phượng tự thân vì nó ban tên cho côn bằng. Mà Ngao Nguyệt, hắn là Tổ Long trưởng tử, sau khi sinh, bởi vì mệnh cách cực sự cao quý, so sánh Tổ Long cũng không chút thua kém, nhưng lại cùng Tổ Long tương khắc, đúng lúc gặp Cửu Tinh Liên Châu. Ngao Nguyệt tự thân huyết mạch mượn nhờ thiên tượng cưỡng ép cách không thôn phệ Tổ Long một nửa pháp lực, dẫn đến Tổ Long tại Cùng Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân lúc đối chiến, bị côn bằng đánh lén. Mất hết mặt mũi bởi vậy dẫn đến tổ long vô cùng căm thù ngao nguyệt tuy nhiên bức bách tại trúc long cùng cái khác long tộc tất cả trưởng lão áp lực dựng lên ngao nguyệt vì hoàng thái tử nhưng là tổ long chưa từng có muốn cho hắn kế thừa hoàng vị thậm chí một lần dung túng cái khác con gái đối đại ca ngao nguyệt ức hiếp cùng gạt bỏ có thể vô luận như thế nào ngao nguyệt đều là long tộc hoàng thái tử là tổ long trưởng tử Thần là Nguyên Phượng trưởng tử, Phượng hoàng tộc hoàng thái tử, Côn Bằng cùng hắn là trời sinh địch nhân, cho nên đối với Ngao Nguyệt, Côn Bằng đó là muốn dồn vào tử địa cho thống khoái. Chỉ cần có cơ hội liền tuyệt sẽ không để cho hắn còn sống. Lần này, Ngao Nguyệt rời đi Long tộc đi vào Bất Chu Sơn cũng là một cái cơ hội, Côn Bằng thừa cơ đánh lén Ngao Nguyệt, khiến Ngao Nguyệt tại ngay từ đầu liền bị thương, sau đó Song Phương lại giao thủ ngao nguyệt tự nhiên là không phải là đối thủ của mình chính mình cũng có thể ngoại trừ nó vì phượng tộc nặng nề mà nôn một ngụm ác khí côn bằng là nghĩ như vậy thế mà hắn vạn lần không ngờ ngay tại hắn muốn lao xuống giải quyết triệt để rơi ngao nguyệt cái này cái đinh trong mắt thời điểm đột nhiên có một đạo trắng đen sen kẽ thanh âm theo bất chu sơn phía trên vọt ra, tốc độ cực nhanh, tại chính mình cũng còn đến không kịp làm ra phản ứng thời điểm liền hung hăng đụng vào trên người mình. Sau đó, a à, tương đương côn bằng hét thảm một tiếng, toàn bộ chim tựa như là diều bị đứt dây một dạng, cấp tóc té bay ra ngoài. Vượt ngang qua cổn cổn trên người hậu thổ không có lãng phí cổn cổn cái này va chạm đâm vào tới cơ hội, cách không đối với côn bằng vỗ ra một trường, trong khoảnh khắc lại là phịch một tiếng. Côn bằng lần nữa đã nhận lấy một kích trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. A, à, đau quá a, à, không hổ là Cửu Thiên Côn Bằng, đụng ở trên người hắn truyền đến lực phản chấn làm đến ta đầu óc choáng váng, Tổ Vu đại nhân, ta cảm thấy ta khả năng thụ thương đợi lát nữa muốn ăn mấy quả linh quả bổ sung một chút dinh dưỡng. Nhìn đến côn bằng đơn giản như vậy liền bị chính mình đụng bay, cồn cồn nháy nháy mắt, có chút giật mình, một giây sau, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Hơi thở mong manh đối cưỡi trên người mình hậu thổ nói ra cắt liền cái này, ta còn tưởng rằng cửu thiên côn bằng ghê gớm cỡ nào đâu, như thế không trải qua đụng, hình thể lớn hơn ta có làm được cái gì, ngươi vậy quá phủ phiếm, không giống ta, thật tâm. Lại nghe thấy cổn cổn tiếng lòng, hậu thổ nhíu mày, trang, cho nên nói, những nắp hồng hoang, ta thực thiết thú, bị hậu thổ nghe lén tiếng lòng mộng hồi tịch chiếu hậu thổ chiến côn bằng sách mới xuất phát cầu nguyệt phiếu. Nghe chọn bộ tại mê audio com Đối địch với ngươi thì thế nào, vốn là sớm muộn cũng phải là địch. Nghe được côn bằng chất vấn, cồn cồn ở trong lòng đậu đen rau muống nói, sau đó mở ra tay gấu, một bộ màu đen thần giáp cùng mũ giáp xuất hiện ở trong tay của nó. Nó bắt đầu không coi ai ra gì xuyên giáp mang nón trụ, gia tăng lực phòng ngự của mình, sợ đợi lát nữa bị tác động đến thụ thương cùng cồn cồn ở chung mấy chục vạn năm đối với động tác trên tay của hắn hậu thổ không để bụng biết nó đối mặt mạnh hơn chính mình địch nhân thời điểm vô cùng sợ chết bất quá lại nghe thấy tiếng lòng của nó hậu thổ vẫn không khỏi đến có chút ngoài ý muốn cái gì gọi là vốn là sớm muộn cũng phải là địch a à, ý của ngươi là vốn là ngao nguyệt sẽ trở thành đông hoàng thái nhất hộ pháp cùng chúng ta vu tộc là địch sau đó côn bằng cũng sẽ cùng chúng ta là địch long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc thái tử lại thêm yêu tộc tất cả đều đến cùng chúng ta vu tộc đối nghịch đúng không chúng ta vu tộc tình cảnh sẽ không bết bát như vậy a à, nghĩ đến hậu thổ do dự một lát ngẩng đầu đối côn bằng hồi đáp lòng phượng hai tộc sự tình ta không có ý can thiệp nhưng ở bất chu sơn không phải do ngươi làm loạn đem ngao nguyệt giao cho ta ta có thể tại địa phương khác tiêu diệt hắn không được nên ngươi lập tức lui ra bất chu sơn phạm vi nơi này là phụ thần lưu cho chúng ta vu tộc trụ sở hậu thổ không nhường chút nào nói hậu thổ ngươi lấn ta quá đáng a à côn bằng tức giận hô lớn sau đó hai cánh chấn động trực tiếp hướng về hậu thổ bổ nhào xuống bởi vì hình thể nguyên nhân cổn cổn cùng còn nằm dưới đất ngao nguyệt cũng đều tại công kích của hắn phạm vi bên trong chưa qua chủ nhà đồng ý tự tiện tại ta bất chu sơn phạm vi bên trong đại chiến còn nói ta khinh ngươi quá đáng quả thực là tại ác nhân cáo trạng trước cổn cổn ngăn lại hắn nhìn lấy đánh tới côn bằng hậu thổ âm thanh lạnh lùng nói a à, cồn cồn quay đầu lại một mặt mộng bức nhìn lấy ngay tại vì ngao nguyệt trị liệu hậu thổ ta ngăn lại côn bằng ai người đến vì hắn trị liệu ta đi đối phó côn bằng nhìn thấy cồn cồn bộ dáng này hậu thổ bất đắc dĩ thở dài chợt đổi giọng nói ra nói xong thả người nhảy lên hướng côn bằng đánh qua ầm um đầu tiên là một quyền đem côn bằng đẩy lui, sau đó, hai chân rơi xuống đất, điều động lực lượng của đại địa cùng không ngừng lao xuống côn bằng quyền chảo va nhau. Dẫn phát ra một đạo lại một đạo rung động dữ dội. Nhìn lấy bọn hắn cái kia kịch liệt giao chiến hình ảnh, cảm giác mình trốn qua một kiếp cổn cổn nháy nháy mắt, sau đó quay đầu, nhìn về phía cái kia còn nằm dưới đất ngao nguyệt. Tứ chi cùng chuyển động, hướng hắn đi tới uy, huynh đệ, ngươi có khỏe không, cổn cổn đối ngao nguyệt hỏi. Ngươi, không phải nói ta đã không cứu nổi sao? Nhìn lấy đập vào mi mắt khuôn mặt to béo, đi qua hậu thổ ngắn ngủi trị liệu, một chút khá hơn một chút ngao nguyệt sắc mặt tối đen, thanh âm khàn khàn nói. Ta nói chính là cơ bản không có cứu, bất quá ngươi vận khí tốt, gặp ta, như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng đem tới giúp ta làm ra một số linh quả, ta liền xuất thủ cứu ngươi, thế nào? cổn cổn nghĩ nghĩ đối ngao nguyệt nói ra linh quả đúng hoàng trung lý nhân sâm quả chín nghìn năm nhâm thủy bàn đào những thứ này đều được ta không chọn cổn cổn tùy ý nói hoàn toàn không có chú ý tới ngao nguyệt sắc mặt càng ngày càng đen người nói những thứ này linh quả ta căn bản là lấy không được ngao nguyệt cắn răng nói ra a à, người vô dụng như vậy a à, cổn cổn có chút thất vọng nói ra ngươi, được rồi được rồi, đã ngươi lấy không được những cái kia linh quả ta cũng không cần ngươi báo đáp tốt. Cổn cổn ngữ khí chất phác nói, nói, nó theo chính mình tùy thân bên trong tiểu thế giới lấy ra một mặt màu đỏ lá cờ nhỏ cùng một khỏa vàng óng ánh hạt châu. Nhìn lấy bọn họ, ngao nguyệt đồng tử nhất thời co rụt lại, kinh ngạc nói. Chu Tước Kỳ, Long Châu, ngươi cái này là từ đâu tới? chu tước kỳ là ta lúc ngủ đột nhiên theo trên trời rơi xuống đến nện xuống ở trước mặt ta long châu là năm đó ta nhìn đến có một con rồng cùng một cái phượng hoàng đại chiến sau đó phượng hoàng đánh bại chân long cướp đi hắn long châu kết quả long châu mới vừa đến tay chính mình cũng thương thế quá nặng mà chết cho nên ta liền kiếm đi qua cồn cồn mặt không đổi sắc nói ra giọng nói chuyện mềm manh mềm manh khiến người ta khó có thể hoài nghi nó nói đúng là nói láo